bạn nha, bây giờ đến lượt bóng đá nữ của thôn hai thôn thi đấu với nhau nhé. Sau đây chúng ta cùng xem hai đội bóng thi đấu như thế nào nhé. Không qua được, vẫn là không được rồi, bóng đã đi, bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền ném lên của 652 ha. Vẫn là hạ qua được không? Vẫn là sút. Wow! Rồi các bạn ạ. Không, mọi người ơi. Chưa tỷ số bóng đá nữ 652 số 4 Lương Thị Hà. Số 4 Lương Thị Hà của 652. Đội nữ xóm cây nát chuẩn bị giao bóng, trọng tài đã dừng nữ xóm nát, chỉ sút thẳng nó không qua được, vẫn bóng đến này, Mai vẫn là Mai xóm nó Mai chỉ dứt khéo chỉ đi qua được không, vẫn Mai không qua được hậu vệ của nữ xóm cây nát số tám xóm năm Mai thực hiện quả ném biên vào. Vẫn còn số 8 lọc bóng vào, nữ sống cái lá cây đẹp lắm, kịp không, sống cái lá cây thực hiện quả sút xa nhưng không thành công, bóng vẫn đang luẩn quẩn trong khu vực chứ đánh đâu, sống cái lá đánh đầu thủ môn nữ sống cái mài chỉ đã đưa đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ sống cái lá, quyền ném biên của nữ sống cái nát. Số 83 của sống cái nát không qua được số 8 của sống đá mài, quyền ném biên của nữ cái nát. Sống cái nát đã đẩy bóng đi. Sống cái nát được hưởng quả ném biên. Những sống cái nát ném biên vào. Đẹp lắm, bóng Hà. Bóng đến Hà. Vũ Bình rồi. Số 4 Hà với số 88. Số 88 sống cái nát. Sống cái nát. Chỉ dẫn bóng lên dân. Chỉ xuất xa. Không vào. Hoa nơ thủ môn xóm năm này. Chỉ phát bóng rất căng lên. Mai đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Đội nữ sống cái nát được hưởng quả ném biên. Nữ sống cái nát ném biên vào. Bóng vẫn là nữ sống cái nát. Bóng lên Lương Hà. Vẫn Lương Đi Hà. Chị không dễ được bóng rồi. Chị không qua được hậu vệ của sống cái nát. Nữ sống cái nát xuống bóng lên. Bóng đã để trong tay. Đội sống nữ sống cái nát để bóng trong tay đội trọng tài người Thái Lan để được yêu cầu bóng kịp không kịp, hậu vệ sống cái nát đã đẩy bóng ra hết đường biên dọc, quyền ném biên của đội nữ sống năm mài số 8 sống năm mài thực hiện quả ném biên vào. Hà kịp không kịp rồi, Lương Thị Hà không kịp rồi, bóng đã đi hết đường biên ngang, quyền phát bóng của nữ sống khe nát. Khỏe vào trong, bóng đến này đẹp lắm, không được rồi, nữ sống đá mài đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của sống khe nát. Sống cái nát không chế bóng cũng được, để bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ sống năm mài đẹp quá, la kịp không, vẫn la sút ngay như vậy, sút không được rồi, bóng đã đi hết đường biên ngang, quyền ném biên của quyền phát bóng của nữ sống cái nát.
Tiên lên bóng đến mai, mai là bóng vào trong, không qua được, không qua được hộ về núi xóm người nát, vẫn là xóm người nát không cháy bóng, không qua được, lại đến xóm nó mày, xóm nó mày truyền cho mai, mai kịp không, mai số 10, mai số 10, số 10 không kịp rồi, rồi số núi xóm nó mày được hưởng quả đá phạt góc. Vẫn Lương Thị Mai thực hiện quả không được, số 8 nữ xóm Nam Hải thực hiện quả phạt góc. Số 8 xóm Nam Hải thực hiện, chỉ là bóng ra, bóng lên trên này, không được rồi, bóng lên xóm người nát đẩy lên trên số 8 xóm người nát không qua được, số 8 xóm người nát không qua được. Lương Thị Bình số 9 của xóm Nam Hải, xóm người nát thực hiện quả ném biên. Bóng đang lâm bập ở giữa sân, Hà móc bóng ra, Hà đã để bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của xóm Thiên Ác. số 83 xóm Thiên Ác chỉ thực hiện quả ném biên vào trong. Đấy, số 4 bóng gần đi qua, mai không kịp rồi, số 10 của xóm đã mà đất không kịp, quyền ném biên của xóm Thiên Ác. Quyền ném biên của xóm Gây Nát, xóm Gây Nát ném biên lầu. Mày nữ xóm đã mài được hưởng quả ném biên. Số 8 Lương Thị Loan ném biên vào cho số 10 không qua được số 88 của xóm Thiên Ác. Số 5 Lương Thị Quế thực hiện quả ném biên, chỉ ném rất khỏe vào trong, bóng đang lập bập ở khu vực 16m50, bóng lên thì số 5 lật bóng vào, bóng lên để quán la qua được rồi, sút không được rồi, tuyệt vời. Hồ về xóm Nguyên Áp đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, đội nữ xóm Nam Mài được hưởng quả ném biên. Lương Thị Na lên thực hiện quả ném biên, ném vào trong, không được rồi. Đội nữ xóm Nam Mài được hưởng quả phạt góc. Lương Thị Na xóm nữ xóm Nam Mài thực hiện quả phạt góc, chỉ lật bóng vào trong được không? Đẹp Mai, làm gì không? Mai không qua được, không qua được số 88, số 10 nữ Nam Mài không qua được. Vẫn Mai lật bóng vào, không được rồi. Hoan hô về xóm Khen Ác, chị đã đánh đầu đi hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc. Xóm nữ xóm Nam Mài được hưởng quả phạt góc. Hả? Lương Thị Loan nữ xóm Nam Mài thực hiện quả phạt góc, chị lấp bóng vào, bóng đến đây, bóng đã đi hết đường biên ngang, đội xóm Nam Mài được hưởng quả phạt góc. Vẫn Lương Thị Loan thực hiện quả đá phạt góc. Đẹp hoan hô, na kịp không? Na vẫn là không chế được. Mai được khống chế được bóng rồi, Mai không qua được hồ về của xóm Cân Nát. Vẫn Mai Loan chuyền dài đến xóm Cân Nát áp Loan, không được rồi, bóng đã đi hết đường
bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Ném vào trong. Nữ Thiên Lạc đã đẩy bóng ra hết đường biên dọc, quyền ném biên của xóm Nam Hải. Chị ném vào trong. Đẹp. Đúng thế này. Nữ nón Thiên Lạc. Chị đã đẩy bóng lên rất cao. Vẫn là Thiên Lạc. Số 2 sống cùng nữ sống Thiên Lạc. Số 2 nữ sống Thiên Lạc không qua được. Không qua được Dương Thị Quế. Đẹp bóng. Bóng đến sút sức cao lên. Vẫn là từ sống lắm mà. Sống Thiên Lạc thực hiện quả trên bóng lên. Số 88 sống Thiên Lạc. Sống Thiên Lạc không chế được bóng này. Không qua được số 4 Dương Thị Hà. Dương Thị Hà đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của sống Thiên Lạc. Vẫn là Na qua người rất khéo. Chị lại đánh đầu. Được. Số 10. Số 10 trên số 4. Tiếp không. Đúng là... Đẹp. Số 2 sống Thiên Lạc. Số 2. Số 4 không tin. Đẹp lắm. Chuyền vào. Không cho ai cả. Tiếp không. Không kịp rồi. Bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của xóm Nam Hải. Về lấy bóng đi. Xin thông báo là đội tuyển nữ Thiên Lạc thay người, trọng tài Thái Lan cho dừng trận đấu để kiểm tra con số. Chị ném bóng 100 cho số 2. Số 2 xong cái lá không chế bóng, nhưng chỉ không chế bóng nó đi quá xa. Vẫn là số 2, vẫn là... Không được rồi. Đội xóm Nam Hà đã đẩy đi. Quên ném biên. Không được rồi. Quên ném biên của xóm Nam Hà. Trọng tài cho xóm Nam Hải được hưởng quả ném biên. Đẹp lắm. Thì rất sạc quẹt. Là rất sạc quẹt nhưng mà bóng lên. Đội nữ Thiên Lạc được hưởng quả ném biên lên. Đội nữ Thiên Lạc được hưởng quả ném biên. Số 10 của xóm Nam Hải. Không được rồi. Số 88 của nữ Thiên Lạc qua được không? Qua rồi. Chỉ sức khỏe. Số 88 của xóm Nam Hải. Tôi phải trên bóng vào trong. Tôi số 2 kỳ bóng chúa. Chúng ta không vào các bạn. Và họ không vào hoa ngôi thủ lên. Hoa ngôi thủ lên. Tiếp không? Cũng kịp rồi. Nữ xóm Thiên Lạc đã để bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Xóm Nam Hải thì thực hiện ném quả bóng vào trong. Thì ném bóng vào. Số 4. Số 2 xóm Thiên Lạc. Số 2 xóm Thiên Lạc không qua được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng vẫn lên đập trong sân. Số 90 qua được không? 90 qua đẹp bóng. Số 2, vẫn là số 2. Không được rồi. Số 2. Xong cái nát, xong cái nát. Chỉ thực hiện quả là bóng vào trong nhưng không được. Bóng lên chân số 69. Số 69 thực hiện quả chút ra. Không vào các bạn ạ. Không vào các bạn ạ. Như con trai. Mày. Phát bóng lên. Bóng lên mày. Đẹp lắm. À. Xóm đá mài, nữ xóm đá mài đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Quên ném biên của xóm cái nát. Nó lật bóng lên, chứ Na Na không chế được bóng rồi. Na sút xa. Bóng nó đi hết đường biên ngang. Quên phát bóng của nữ xóm cái nát. Vào xuất ra, vào không, vào không, không vào, vào không vào các bạn ạ, không vào. Bao lâu thủ môn không lên áp, bao lâu thủ môn không lên áp. Bóng lên số 2, bóng số 2, số 2 không lên áp. Xuất ra, không vào các bạn ạ. Các bạn ạ, không vẫn chưa vào các bạn ạ. Phát bóng lên. Bóng hoàn toàn thuộc đội nữ xóm Nga Nát không chế bóng. Vẫn là Na qua, không qua được nữ xóm Nga Nát. Bóng nó đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Nga Nát. Nữ xóm Nga Nát thực hiện quả ném biên vào chỗ số 2. Nguy hiểm. Bóng đang ổn quần nhưng sân. Nữ xóm Nam Hải đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Quyền lấy biên của nữ xóm Khe Nát. Mai. Vẫn Mai kỳ công. Không qua được thử hộ vệ. Hộ vệ số 1 của xóm Khe Nát. Số 4 lực hiện quả. Rút ra. Bóng đã đi lập bập như là hồ về xóm cái nát đã đẩy bóng ra đi hết đường biên dọc, về ném biên của nữ xóm đá mài. Vương Thị Mai thực hiện quả ném biên vào trong. Mai lập bóng vào, Na kịp không? Nguy hiểm. Giúp bóng nó càng la, vẫn la kịp không? Ôi, chị không khống chế bóng nhưng chị đi thực hiện quả đánh gót cho số 5 Lương Thị Quế nhưng không thành công. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quên phát bóng của nữ xóm Khe Nát. Nữ xóm Khe Nát phát bóng lên, đúng chủ. Bóng lên. Qua không? Không qua được. Không qua được hậu vệ nữ xóm Khe Nát. nữ sóng Nam Hải thực hiện quả bóng lên đẹp lắm. Bóng đội nữ sóng Nam Hải hưởng quả. Mai vẫn luôn đi. Mai số 10 là bóng vào, bóng đi ăn ra má ngoài. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng của nữ Khe Nát. Ừ.
Nữ sống Thế Nát thực hiện quả phát bóng lên. Chỉ sút rất căn. Vẫn là Na. Lương Thị Na qua luôn rồi. Lương Na lật bóng vào. Vẫn chấp từ hậu vệ sống Thế Nát. Hậu vệ sống Thế Nát. Số 8 lật bóng vào nhưng bóng đã ăn ra má ngoài. Bóng ăn ra má ngoài đi hết đường biên ngang, quyền phát bóng của nữ Thế Nát. Số 9 thực hiện quả phát bóng lên cho sân nữ sống Thế Nát. Vào nước căng không qua được Mai. Mai lật bóng vào cho Na. Vẫn Na. Na từ trên đi. Không qua được số 69 của nữ sống Thế Nát. Số 8 Lương Thị Loan thực hiện quả ném lên nội trong. Bóng lại hồ về sóng Thế Nát đẩy ra hết đường biên dọc về ném biên nữ sóng Nam Hải. Lương Thị Loan, Lương Thị Loan từ trên vào Mai. Mai lật bóng ra. Bóng không đến ai cả. Bóng đã đi hết đường biên dọc về ném biên của nữ sóng Thế Nát. Trong ta 9 người Thái Lan đã yêu cầu là đứng đúng hàng rào, đúng đúng cơ ly, đúng vị trí. Lương Thị Na chỉ thực hiện quả sút đẹp lắm, không được rồi, bóng đây. Để tí ông tí ông lấy cho nhá. Nữ Thế Nát tổ chức tấn công. Vẫn là Nữ Thế Nát qua không? Nữ Thế Nát không qua được. Không qua được Lương Thị Hà số 4, số 5 à. Quyền ném biên của nữ số Thế Nát. Mai! Lương Thị Mai không kịp rồi. Lương Thị Mai không kịp. Bóng đã đi hết đường biên dọc về ném biên của nữ sóng Thế Nát. Nữ sóng Thế Nát Mai vẫn là Mai. Na kịp không? Na chỉ rất khéo lật bóng vào. Không được rồi. Đến điểm cuối cùng chi không kịp lật bóng vào, bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng của nữ sóng Thế Nát. Nguy hiểm, hoan hô hậu vệ sóng Thế Nát. Hoan hô bóng được qua được không? Bóng vẫn là thuộc quyền nữ Thế Nát. Nữ Thế Nát chi đi ký bóng ơi. Đã bóng đã đẩy đi hết đường biên ngang. Nữ Thế Nát được hưởng quả phạt góc. Hai người lên đây. Nữ Thế Nát được hưởng quả phạt góc, lật bóng ra. Nữ Thế Mai. Na không chơi được bóng rồi, không qua được. Con lát là bóng lên. Đẹp lắm, số 69. Số 9 thực hiện quả sút xa. Vẫn là nữ Thế Nát.
sút ra, nguy hiểm bóng lên chân thứ hai sút không kịp, số 8 đẹp lắm, bóng lên em na, na không qua được đứng trong người nát, vẫn còn, bóng vẫn còn, nguy hiểm, lật bóng lên, vẫn mai sút ra nhưng bóng đã đi lệch cột dọc, trọng tài chính người Thái Lan đã cho hết trận đấu, hết hiệp 1. Số 2 60 nát. Bóng đã đi được. Quả bóng rất lập tập. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Đội nữ Thái Lan được hưởng quả phạt góc ở phút đầu tiên của hiệp 2. Anh phải ngồi xuống một bầu nữa. Trên ra trao số 69 không qua được, không qua được, số 8 Vân Hương. Hương qua được, đẹp lắm. Bóng cho chúng ta, ra chiến thương này. Vân Hương không được rồi, Hương không qua được hộp về 6 ngàn lát. Hương không qua được hộp về 6 ngàn lát. Đây, 6 ngàn lát được hưởng quả ném biên. Ném biên lên số 69 đẩy bóng lên, đẩy bóng dài lên cho số 2 không qua được số 6, vẫn sống lên nát, bóng cân nát thì rất khỏe, bóng nó đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quên ném biên của nữ 65 này. Kịp không, bóng không kịp. Số 3, nữ xóm đá mài đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quên ném biên của nữ xóm gây nát. Số 10 đẩy bóng lên. Số 3 Hồ vệ xóm gây nát đã đẩy bóng đi hết đường biên ngang, quên đội nữ xóm đá mài được hưởng quả phạt góc. Bên phía cánh trái, ai cho? Cắt cho tôi. Yêu cầu ở bên góc bên chơi, yêu cầu dẹp vào để đôi tuyển nữ đá mài được thực hiện quả phạt góc. Vẫn bóng vào, bóng vẫn qua được, vẫn được khai nát, tổ chức tấn công, vẫn được khai nát, qua được không? Được khai nát không qua được Hương, vẫn được chỉ rất khỏe. Được khai nát đẩy bóng lên tới số 69 một đội khai nát, và bóng vào không được rồi, bóng lên đến số 10, bóng lên đến đội khai nát đẩy bóng lên, bóng lên số bốn Lương Thị Hà qua được không? Số bốn Lương Thị Hà không qua được, vẫn đội nữ khai nát, lập bóng vào, bóng lên tới số hai nữ khai nát, vẫn là số hai chỉ chỉnh bóng, vẫn là số hai nữ khai nát. Nhưng cuối cùng bóng lộc bộc đã đi hết đường biên, dọc, quầy ném biên của nữ xóm đá mài. Quầy ném biên của nữ xóm đá mài, nữ xóm đá mài để vào vòng số hai đá thẳng vào, số hai, bóng lên. Nữ xóm bên nát chỉ sút rất xa, số 4 nó đánh đầu ra, vẫn là nữ xóm bên nát không chế bóng, bóng lên đến nữ xóm bên nát không chế được bóng rồi, bóng lên cho số 10 không kịp rồi, nữ xóm bên nát đẩy bóng lên, số 8 Hương không kịp rồi, nữ xóm bên nát đã không chế được bóng, đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, đội nữ xóm đá mài được hưởng quả ném biên. Nữ xóm cái nát đã đẩy bóng ra hết đường biên dọc,
quyền ném biên của nữ xóm đó mày. 200 tôi đã vào chưa? Nguyễn Thị Lan đều ném bóng vào trong, bóng đến này. Vẫn... rất khỏe nữ xóm Nguyễn Lan, chỉ rất khỏe chứ đẩy bóng lên. Không qua được số 4, không qua số 4 của xóm đó mày. Không được rồi, bóng đã đi hết đường biên, quyền ném biên của nữ xóm Khe Nát. Nữ xóm Khe Nát thực hiện quả ném biên. Nữ xóm Khe Nát. Nữ xóm đó mày, mai, mai. Mai đẩy bóng lên, đẹp lắm. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên ngang. Của nó mới nát. Ôi à. Ôi. Không nát đẩy bóng lên bên kia. Số 10, bắn lên số 10. Số 10, số 10 của xóm Nam Hải. Nữ xóm Nguyên Lát, nữ xóm Nguyên Lát tổ chức tấn công, chị đẩy bóng dọc đường biên lên. Chị đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Thực hiện ném bóng vào số 5. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Bóng nó đến Thế Lạc là bóng vào. Không vào hoa lê thủ môn số 5 mài. Chỉ phát bóng lên. Bóng qua rồi đấy. Hương kịp không? Hương không kịp. Hương không kịp. Quyền ném biên của những xóm đá mày. Không biết vậy. Đồng đây của đây đâu? Đồng đây của thông báo rồi. Nếu mà có tiếp theo. Nó phải đến đây nó nói mình biết mình có ở bàn tổ chức rồi mà thế ai phụ trách cái bảng ấy? Ban tổ chức xin thông báo đội thiếu niên xóm đá mài và đội thiếu niên xóm làng về sân khấu để làm thủ tục chuẩn bị đá trận ba. Bóng rất đẹp. À tốt thế nhỉ. Không bóng ơi. Quá chuẩn. Nữ xóm Khe Nát. Ba đứa. Ba đứa này là học sinh nữa. Em Nguyên là đi học bóng đá. Ngoài năm mà. Nữ xóm đó mài thực hiện quả phát bóng lên. Mọi người mỏi thôi. Đá bóng ngay không bỏ là không mỏi đâu. Nguy hiểm. Bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Khe Nát. Nữ xóm Khe Nát được hưởng quả ném biên. Ném vừa rồi. Quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Nữ xóm Nam Hải được hưởng quả ném biên. Thực hiện ném luôn. Số 3 vẫn là số 3. Số 3 không qua được. Không được rồi. Số 8 thực hiện quả sút xa như bóng đã ăn vào má trăng. Đi hết đường biên dọc. Lại cái nát được hưởng quả ném biên. Anh cứ hẳn là chơi thôi. Được cái nát ném biên vào. Không phải chuyên nghiệp đâu. Bóng lên.
số 8 không qua được, số 8 không qua được. Hồ về của xóm Thế Nát. Nữ xóm năm nay được hưởng quà ném biên. Mày Cường sút bóng vào trong. Ây da. Đâu lại. Bóng đã để trong tay đội nữ xóm Ghen Lát, đã để trong tay sát khu vực 16m50. Đội đá mài được hưởng quả phạt trực tiếp. Đúng rồi, đâu đá thẳng qua đi. Đúng rồi. Ai lên thực hiện quả này? Nữ xóm Ghen Lát số 10 sút xa không được rồi, bóng nó được vào hộ vệ, bóng nó đi ra. Bóng nó đi hết đường biên dọc, quên ném biên của nữ xóm Ghen Lát. Nữ xóm Ghen Lát. Nữ xóm Ghen Lát đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quên ném biên của nữ xóm đá mài. Số 1 không qua được số 4. Qua đâu? Bóng lên số 10 trên nữ số 3 kỳ vùng, số 3 nữ xóm đá mài qua nhờ được, đẹp lắm, không qua được nữ xóm Ghen Lát. Chị đã phá bóng là hết đường biên đập, quên ném biên của nữ xóm đá mài. Nữ xóm đá mài lương tiên binh đưa em quả ném biên vào trong, vẫn là mai là bóng đâu, nó lại nhau không được rồi. Nữ xóm đá mài đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Ghen Lát. Nữ xóm Ghen Lát. Thế là số 2 của xóm Ghen Lát đã đẩy bóng ra đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm đá mài. Dương Thị Hà thực hiện quả ném biên. Cứ ném vào giữa đống đi. Ôi xin thông báo đội thiếu niên xóm đá mài và đội thiếu niên xóm làng đến sân khấu để chuẩn bị giao lưu trận 3. Số 2 xong cái nát, vẫn là số 2, số 2, qua được rồi, vẫn là số 2, chúng ta, không vào. Chúng ta phải tắm nước căng. Đẹp. Bóng lên đầu số 2, sống nữ sống Ghen Lát. Vẫn nữ sống Ghen Lát. Không qua được số 5. Số 9 thực hiện quả. Số 9 là đẹp. Thì không. Nữ sống Ghen Lát. Vẫn nữ sống Ghen Lát. Bóng đã để. Chạm tay rồi. Có người sống Ghen Lát đã để bóng chạm tay.
số 09 đã để bóng trong tay. Đội nữ sóng đá mày được hưởng quả. Đá phạt lên. Nữ sóng đá mày chị đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc rồi ném biên rồi nữ sóng. Quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Nguyễn Thị Na thực hiện quả ném biên. Bóng hô về số 3 vẫn là nữ xóm Việt Nam. Nữ xóm Việt Nam đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Hay lắm. Bóng lên. Phát bóng lên. Nữ sóng Nam Hải phát bóng lên. Sóng đá mài được hưởng quả đá phạt góc. Ngon anh nhỉ. Lưới sóng đá mài được hưởng quả đá phạt góc. Thì lật bóng vào trong. Bóng lên lưng quần. Bóng lên để bóng trong tay. Để bóng trong tay. Số 5 của nữ sóng đá mài đã để bóng trong tay. Đội nữ cái lát được hưởng quả đá phạt ngay trong khu vực 5m50. Bóng đến số 9 sút xa lên. Số 3 đã để bóng đi hết đường biên để ném biên của nữ sóng cái lát. Nữ sóng cái lát số 3 đã đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng của nữ sóng khe nát. Nữ sóng khe nát thực hiện quả phát bóng lên. Vẫn số 3 kịp công, số 3 dừng bóng lại. Lập vào trong cũng được rồi. Quyền đội đá mài được hưởng quả đá phạt góc. Bóng nó luồn quẩn. Bóng nó đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng của nữ sóng Việt Nam lên. Nữ sóng Việt Nam đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Quyền ném biên của nữ sóng đá mài. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng của nữ cái nát phát bóng phát căng. Bóng đập vào chân hậu vệ. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Quyền ném biên của nữ sóng đá mài. Nữ sóng đá mài Lương Thị Na thực hiện ném biên vào trong. Bóng lên sút không được. Bóng lên hậu vệ cái nát chỉ sức khỏe chi đã đẩy bóng lên. Không qua được số 9. Bóng lên. Vẫn nữ sóng Việt Nam chỉ không chế được bóng rồi. Qua được rồi. Không qua được. Vẫn nữ. Số 9 của sóng Nam Hải.
thứ 9 mùa sống nó mai đẩy bóng lên. Bóng lên. Hát kín đâu. Số 4 lưng như ai chi đây đây. Sút thẳng. Bóng. Bóng đã đi lệch cửa dọc. Quên phát bóng của nữ khen át. Tỷ số là 2-0 rồi. Hết được. Không qua được số 4 của nữ xóm Đao Mải. Quyền ném biên của nữ xóm Khai Nát. Bóng trong. Xóm Khai Nát không chế được bóng rồi, chuyền lại. Vẫn nữ Khai Nát. Nữ Khai Nát tổ chức tấn công. Vẫn nữ Khai Nát tổ chức tấn công. Không qua được số 4. Quên ném biên của nữ xóm Khai Nát. Nữ xóm Khai Nát thực hiện quả ném biên nhanh. Xin ném vào trong, ném vào trong cho số 69, số 69 đánh vai. Không qua được số 4 luôn thì hả. Bóng lại đến chân nữ xóm Khai Nát. Chị đánh đầu, không kịp rồi. Chị đã đẩy bóng đi hết đường biên. Quên ném biên của nữ xóm Khai Nát đã chỉ đã được bóng qua được không? Không qua được số 5, không qua được số 5 đội chủ nhà. Đội chủ nhà đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc quyền ném biên nó bóng vào. Bóng số 9 sút bóng đã đi ăn ra má ngoài, đã đi ra hết đường biên dọc quyền ném biên của nữ xóm Khai Nát. Số 10 đã khống chế được bóng nhưng không qua được hồ vệ xóm Khai Nát. Hồ vệ xóm Khai Nát đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc về ném biên của nữ xóm Đá Mài. Hello. Đội nữ xóm Đá Mài được hưởng quả ném biên. Ném vào trong. Bóng đến ai? Số 2 không kịp rồi. Bóng đến số 9. Chút. Nữ Khai Nát đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc quyền ném biên của nữ xóm Đá Mài. Xóm Đá Mài Lương Thị Na thực hiện quả ném biên. Chị ném bóng sâu vào trong. Bóng vẫn ở mai số 10 không chế được bóng rồi. Chị sút không được rồi, bóng đã đi lệch cột dọc. Quyền phát bóng của nữ Khai Nát. số 9 của xóm Đá Mài sút từ một chút tâm. số 10 của xóm Đá Mài không qua được hồ vệ xóm Khai Nát. Vẫn xóm Khai Nát, vẫn xóm Khai Nát. Chưa tổ chức tấn công thì sút xa không được. Vẫn xóm Khai Nát. Số 6 của xóm Đá Mài đó đẩy bóng lên. Lại bóng lại đến chân nữ Khai Nát. Nữ Khai Nát không chế được bóng rồi. Vẫn nữ Khai Nát. Nữ Khai Nát không chế được bóng. Chi đã để bóng đi hết đường biên dọc về ném biên của xóm Đá Mài.
số 7, nữ khi nào thực hiện quả ném biên vào trong. Thế này không được, nữ khi nào đã cướp được bóng chỉ đẩy bóng lên nhưng không qua được số 10, số 10 trên ngơ, số 1, số nào, sút, không rồi, chỉ sút, không rồi. Bóng lên nữ khi nào tổ chức tấn công nhưng không qua được số 10. Chỉ đi rất kéo thì đã qua được số 6 rồi, qua được số 6, vẫn là nữ khi nào đẩy bóng vào, không được rồi. Bóng đã đi hết đường biên ngang, quyền phạt bóng, quyền phạt góc của được hưởng quả phạt góc, nữ khi nào được hưởng quả đá phạt góc. Không làm nữa đâu. Hoa lô được rồi, sống năm mày. Trọng tài người Thái Lan báo đưa cho đội sáu nước ngoài được hưởng quả phạt ở trong khu vực 16m50. Nước cái nát không qua được số 9 của sáu nước ngoài, vẫn là số chín trên số 3, kịp không, số 3 không chơi được bóng rồi, không được rồi các bạn ạ. Bóng đã đập vào chân hậu vệ. Như vậy nữ khi nát đã để bóng đi hết đường biên dọc, quyền ném biên của nữ xóm Nam Hải. Nữ xóm Nam Hải được. Hồ về nữ xóm khi nát phá bóng ra hết đường biên ngang đối. Nữ xóm đá mài được hưởng quả đá phạt góc. Đội xóm đá mài được hưởng quả phạt góc. Nóng vào. Hậu vệ của nữ xóm cây nát đã đẩy bóng đi hết đường biên dọc. Quyền ném biên số 9 nữ xóm đá mài ném biên vào trong. Xóm cây nát đã không chế được bóng, chỉ đẩy bóng lên. Vẫn nữ xóm cây nát. Nữ sóng lá chỉ rất kéo, không qua được số 4 của nữ sóng lá mày. Chị ném bóng vào trong, cho số 9 một mình mà bóng như đánh chân thì sút xa. Không vào, hoa lê của nữ sóng lá mày. Số 9 thực hiện quả sút xa, không thành công. Số 3 không khống chế được bóng rồi. Như vậy là hết giờ. Giao hữu giữa hai đội nữ xóm đá mài và nữ khe nát đã hết giờ thi đấu. Đã chán quá. Tỷ số là 2-0. Kết quả là nữ xóm đá mài thắng 2-0. Trận ba là thiếu niên xóm đá mài và thiếu niên xóm làng chuẩn bị đến sân khấu để làm thủ tục ra sân cho trận thi đấu bắt đầu. Trọng tài là Lương Văn Quý, trọng tài người Indonesia.